Chuyện chiến lang ở rể. mươi 821 người này, cũng thảm quá đi. Ngô Nhiêu ở bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng nói, thiên phú của người này không được, bây giờ hắn còn đang là sơ cấp, mỗi ngày đều không hoàn thành nhiệm vụ, lúc no lúc đói, ngày nào cũng bị đánh như heo, vô cùng thảm. Mọi người ăn xong thì dẫn tôi qua xem sao, Lê Văn Vân nói. Mấy người gật đầu, ăn cơm xong, đoàn người bọn họ liền đi về phía nơi huấn luyện của. Khương Vĩ nơi kia nằm phía sau thôn trấn, cả một khoảng rộng lớn đều là sân huấn luyện, lúc này mặt trời đã lên cao, cả sân huấn luyện chỉ còn lại hai người, một người để trần thân trên, mặc đồng phục của người gác đêm, một tay cầm cái đùi gà, một tay cầm một cây sắt, đang chỉ về phía trước. Trước mặt anh ta có một người, trên đời người nó cột bao cát rất nặng, trên vai khiêng một sợi dây thừng, tên dây thừng buộc một tảng đá khổng lồ, Lê Văn Vân nhìn ra, nó phải khoảng 100 cây di thể lực của khương vĩ rất kém, cho nên đa số thời gian đều rèn luyện thể lực ngô nhiêu. bên cạnh nói, đáng tiếc người này có vấn đề quá lớn, thường xuyên không hoàn thành lượng huấn luyện. đối với người không có căn bản như khương vĩ, tất cả những gì huấn luyện đến hiện tại đều là đặt nền móng cho anh ta. audio điện tử võ tấn bền. lúc này lê văn vân thấy một màn như vậy không khỏi muốn cười. khương vĩ kéo đá, ra sức tiến về phía trước, huấn luyện viên bên cạnh anh ta một tay cầm chân gà, dơ lên phía trước hỏi, có thơm không? Có muốn ăn không? Khương Vĩ có vẻ đã đói phát khóc, vừa chảy nước miếng, vừa đi về phía trước nói, cho tôi ăn một miếng đi, cầu xin anh đó. Ăn cái mẹ nhà anh. Huấn luyện viên kia trực tiếp cầm gậy quất cho anh ta một phát nói, sao bố mày xui xẻo thế hả, gặp cái tên vô dụng nhà cậu, mặt trời đã lên cao rồi còn phải ở đây phơi nắng với cậu, cậu xem đỗ tịch tịch người ta đi, cùng đến với cậu, nhưng cô ấy đã trung cấp rồi, mẹ nó, cậu còn không bằng cả một con nhóc, tôi thật muốn một cước đá chết cậu cho rồi. Tôi không có thiên phú mà, Khương Vĩ nhói, huấn luyện viên, anh tha cho tôi đi, tôi sắp chết. Đói rồi, tha cho cậu sao, nhanh kéo đá cho ông, huấn luyện viên tức giận gặm một miếng chân gà, chửi ầm lên. Tôi kéo cái con mẹ nhà anh, nhìn thấy chân gà bị gặm, có vẻ như cảm xúc của Khương Vĩ hoàn toàn tan vỡ, cậu ta trực tiếp đặt mông ngồi bệt trên đất nói, bố mày không làm nữa, cơm ăn còn không đủ no, kéo cái khỉ khổ nhà mày. Có biết anh em của tôi là ai không hả, người gác đêm số không Lê Văn Vân đấy. Anh cứ bắt nạt tôi đi, tôi bảo cậu ấy đến đánh anh. Ha ha, huấn luyện viên nụ cười ha hả nói, anh ta không tới được đây đâu, cậu mà còn không kéo nữa, buổi tối tôi bảo mặc Hàn đến chỗ cậu ngủ. Anh bị bệnh hả, Khương Vĩ trực tiếp nổi trận lôi đình. Mạc Hàn là ai? Nữ à?" Lê Văn Vân đứng ở bên nghe thấy hai người họ nói chuyện mà có chút buồn cười, không nhịn được hỏi. "Không phải, vẻ mặt của đám người Đỗ Tịch Tịch có chút quái dị." Ngô Nhiêu vội ho một tiếng, che miệng nói, "Là nam, nghe nói trước khi gia nhập người gác đêm là một người hát hí khúc, sau đó chắc phương diện kia có chút vấn đề nhỏ, ngày đầu tiên Khương Vĩ tới chỗ này, cái tên Mạc Hàn kia thấy Khương Vĩ đã chủ động nói chuyện. Với anh ta, khương vĩ thì anh cũng biết đấy người này rất dễ làm quen cứ thế tán gẫu với mạc hàn sau đó cậu ta phát hiện mạc hàn động tay động chân với cậu ta ban đầu cậu ta còn nghĩ đều là nam với nhau nên cũng không để ý mấy nhưng sau mới nghe nói thằng danh kia là gay sau đó nữa khương vĩ không ăn cơm những hai ngày liền ngô nghiêu nói xong không nhịn được lại nở nụ cười nói mạc hàn một mực tìm cách bẻ cong khương vĩ nghe đến đó lê văn vân cũng không nhịn được mà đồng tình nhìn thoáng qua khương vĩ cách đó không xa người này cũng thảm quá đi lê văn vân nghe bọn họ nói chuyện đại khái đã hiểu quy tắc sinh tồn ở nơi này còn tàn khốc hơn cả ở khu tội ác anh cười cười sau đó lớn tiếng nói khương vĩ khương vĩ run lên anh ta quay đầu nhìn thấy một đám người đứng cách đó không xa ánh mắt rơi vào trên người lê văn vân sau đó dịu mắt nói tôi sinh ra ảo giác rồi sao đừng nói nhảm ông đây đến thăm các cậu đây lê văn vân lại nói Khương Vĩ nghe đến đó, nước mắt lập tức chảy xuống, anh ta hét lớn một tiếng nói, "Lê Văn Vân, cứu mạng với, cầu xin cậu đưa tôi rời khỏi nơi này đi. Tôi thảm lắm rồi. Chương 822 tôi cũng phải đi huấn luyện rồi." Nhìn thấy bộ dạng của Khương Vĩ như thế này, Lê Văn Vân cũng không khỏi bật cười. Khương Vĩ nở nụ cười cay đắng chạy đến. Lúc này, huấn luyện viên của anh ta cũng vẫy tay, vừa gặm chân gà vừa đi về phía đám người Lê Văn Vân ông ta nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới và nói, cậu chính là số 0. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng. Huấn luyện viên liếm môi, sau đó cười tâu tết nói, nếu cậu đã đến đây, tôi sẽ cho cậu chút mặt mũi. Trước tiên cho cậu mượn 2 tiếng, 2 tiếng sau sẽ tiếp tục đến sân tập. Mụ nội nó, trụ cột quá kém, thể hình và xương cốt cũng kém, luyện, phải luyện đến chết. Lê Văn Vân, cậu đưa tớ đi đi, tớ thê thảm rồi, thực sự rất thảm. Khương Vĩ nhìn Lê Văn Vân chua sót. Huấn luyện viên không hề để ý tới bọn họ, trực tiếp bỏ đi. Chờ họ rời đi, Lê Văn Vân nhìn Khương Vĩ và nói, đi ăn gì nhé? Ăn chứ, tớ sắp chết đói rồi. Khương Vĩ nói nhanh. Những người khác không khỏi bật cười. Khi đến nhà ăn, Lê Văn Vân gọi rất nhiều đồ ăn cho Khương Vĩ. Khương Vĩ bắt đầu ăn uống như hạp, tốc độ ăn rất nhanh. Sau khi ăn no liền nằm dài ra trên ghế nói, đây là cảm giác ăn no sao? thế này sướng quá buổi tối mỗi ngày không phải anh ăn no rồi mới ngủ sao ngô nghiêu có chút nói không nên lời cậu không hiểu đâu khương vĩ cong môi nói còn nữa cậu cũng phải tỏ vẻ kính trọng với ông đây chút đi sư phụ cậu là bạn của lê văn vân tôi và lê văn vân ngang hàng cũng có nghĩa là ngang hàng với sư phụ cậu cậu phải gọi tôi một tiếng chú đấy ngô nghiêu bĩu môi cũng lười để ý đến tên này ở chung với bọn họ khiến Lê Văn Vân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, anh thực sự phải chịu khá nhiều áp lực, cộng thêm việc bị sa thải khỏi người gác đêm, tâm trạng anh thật sự không được tốt. Sau khi ở với đám người Khương Vĩ, cảm giác này đã được tiêu hóa rất nhiều. Bọn họ nói chuyện phía một hồi trong nhà ăn, sau đó đi lang thang trong thôn một lúc, đến 2 giờ chiều, Lê Văn Vân nói chúng tôi phải đi rồi. Ừ, đỗ tịch tịch cũng gật đầu nói tôi cũng phải đi huấn luyện rồi lê văn vân nhìn đỗ tịch tịch khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy có một vẻ ung dung cô muốn trở thành người gác đêm đến vậy à lê văn vân nói không nên lời đang yên đang lành làm cô chiêu nhà giàu thì không chịu chạy tới đây làm người gác đêm làm gì đỗ tịch tịch nhìn lê văn vân nghiêm túc nói tôi sẽ trở thành đỉnh cấp siêu cấp sau đó đứng bên cạnh anh và sóng vai chiến đấu với anh lê văn vân chết lặng Chờ cô ấy lên đến đỉnh cấp, cô ấy mới biết rằng có một khoảng cách khó có thể nào vượt qua giữa đỉnh cấp và siêu cấp. Sau 2 giờ ở chung, Khương Vĩ không nhắc đến chuyện kia nữa. Anh ta cười hắc hắc nói, "Tớ cũng sẽ chăm chỉ luyện tập, nhưng nếu sau này đi thực hiện nhiệm vụ gì đó, cậu phải bảo vệ tớ mới được." Mặc dù lúc đầu anh ta đã khóc rất nhiều nhưng khi về đến sau, anh ta ngược lại không đề cập nhiều đến việc rời đi nữa, có lẽ lúc đầu anh ta cũng chỉ đang phàn nàn với mấy người Lê Văn Vân một chút mà thôi lê văn vân mỉm cười sau đó thở phào nhẹ nhõm nói vậy thì các người cứ cố gắng huấn luyện đi chờ các người lên đến đỉnh cấp thì tôi tới đón các người được bốn người đỗ tịch tịch nói với vẻ mong đợi ngô nghiêu cau mày nói tôi cảm giác hiện tại tôi có thể rời đi rồi cậu đừng nói nhảm để cậu ở đây thì cứ ở đây đi hoàng thi kỳ trừng mắt nói ngô nghiêu mím môi vẻ mặt ấm ức trên thực tế anh ta đạt đến đỉnh cấp rồi trước khi đến đây đã là đỉnh cấp rồi và sự tiến bộ trong giai đoạn này cũng là điều rõ ràng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với anh ta là học một số kỹ năng tấn công chung và phối hợp với người gác đêm. Vậy được, chúng tôi đi trước đây, mấy ngày nữa còn có việc lớn phải làm." Lê Văn Vân nói. "Được, mấy người Khương Vĩ gật đầu nói, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại." Chương 823 có lẽ là bọn họ đều muốn gia nhập Minh giáo. Sau khi chào tạm biệt mấy người Đám người Lê Văn Vân không thèm quan tâm đến Minh Sùng nữa, bốn người họ lái xe thẳng về phía khu tội ác. Lê Văn Vân còn phải chơi trận chung kết để có được năm miếng xương rồng. Trận chung kết được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều, đối với Lê Văn Vân, vấn đề của trận chung kết này không quá lớn. Họ lái xe trở lại khu tội ác vào khoảng 3 giờ, trực tiếp lái xe đến nhà của Lại Tuấn. Khi Hoàng Thi Kỳ nhìn thấy đám Cố Bạch, cô ta kích động đến chảy nước mắt. Tiểu đội 11.762, từ lúc đầy đủ đến nay chỉ còn lại có 5 người bọn họ, tình cảm của bọn họ là điều mà người bên ngoài khó có thể lý giải được. Những người này đều là những người bước ra từ trong sinh tử. Ngay khi họ gặp nhau, đột nhiên, Lê Văn Vân nghe thấy một loạt tiếng tranh cãi ẩm ý lớn từ ngoài cửa. Lê Văn Vân bước ra ban công và nhìn thoáng qua thì thấy một cặp vợ chồng đang bị hai người giữ chặt. Hai người này là người bình thường, Lê Văn Vân cũng đã từng gặp họ, họ là hàng xóm của lại tuấn mà hai người đàn ông kia đều là võ giả từng luyện võ trên lưng đều mang đao trên thực tế khi lê văn vân trở về đã phát hiện rồi ở cuối con phố nơi đao ba sống lúc này còn một hàng dài người đeo vũ khí trên lưng có lẽ là bọn họ đều muốn gia nhập minh giáo sau trận chiến đêm qua đao ba đã một trận thành danh giờ đây anh ta đã gây được tiếng vang lớn ở khu tội ác và được coi là siêu cấp thứ năm ở khu tội ác Bốn người còn lại, đương nhiên là Hot cộng với ba vị thánh chủ, Lê Văn Vân không tính. Đi theo siêu cấp, nghĩa là ăn ngon uống cay. Vì vậy, rất nhiều người đã đến đăng ký và muốn gia nhập minh giáo. Trong số đó, thậm chí có người dẫn theo một thế lực gia nhập, chẳng hạn như Lý Tương Vũ. Anh ta vốn là một trong những thế lực hàng đầu của khu Bắc nhưng vì một số lý do, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài đến trường đấu thú. Giờ nghe tin Đao Ba đã trở thành siêu cấp, sau khi nghe được tin tối hôm qua, anh ta đã lặng lẽ đến hiện trường để xem. Thế lực của đào lực, đỉnh cấp chết gần hết, hơn nữa còn xảy ra chỉ trong vài phút. Ông ta cảm thấy đào ba khẳng định là siêu cấp, cho nên trực tiếp mang theo một thế lực lớn đến đầu nhập, ước chừng 20 đỉnh cấp, cộng thêm ông ta là một ông lớn đứng thứ 9 địa bảng. Ông ta hy vọng rằng đào ba sẽ giúp ông ta hoàn thành một chuyện thông qua thực lực của mình. Một lượng lớn người đến gia nhập vào minh giáo, khiến con phố này hôm nay toàn là các cao thủ qua lại. Lê Văn Vân cao mày nhìn vài người bên dưới. Hai vợ chồng kia lúc này trông có chút luống cuống, người đàn ông kia nói, đại gia, hai người không thể như vậy, anh đánh rơi đồ, chúng tôi nhặt được, trả lại cho anh, sao lại bảo chúng tôi tham lam chứ? Hừ, đừng nói nhảm, bọn tao tổng cộng có bốn người vạn Luca bên trong, vốn định hiếu kính cho anh đao ba. Nhưng anh đao ba nhân nghĩa, không có ý định đòi tiền của bọn tao bọn tao sợ ý làm rơi mất, mày đã nhặt được nhưng khi trả lại cho bọn tao chỉ có 35 vạn thôi, không tin thì mày đếm đi. Một trong hai người đàn ông đeo đao trên lưng cười gần nói. Điều này khiến hai vợ chồng khiếp sợ, người đàn ông kia vội nói, đại gia, chúng tôi nhặt được thứ này, thấy là tiền nên đã cất vào nhà, nhiều tiền như vậy, chúng tôi cũng không dám nghĩ tới, cũng không hề đếm, tôi chỉ sợ dẫn tới họa sát thân. Khi các người tới đây hỏi tìm, chúng tôi đã trực tiếp đưa cho anh, Chúng tôi còn không biết có bao nhiêu tiền kia. Đừng nói nhảm, lấy ra 5 vạn còn lại đi, nếu không ông đây giết mày." Hai người cười nói. Những lời này khiến sắc mặt của hai vợ chồng thay đổi dữ dội. Cùng lúc đó, ở khu Bắc, trong trang viên của Lục Khiêm, trong tay Lục Khiêm vẫn còn cầm hai quả cầu sắt, nhưng trong phòng lúc này có chút áp lực. Giản Hưng đâu?" Lục Khiêm nhìn quanh và cau mày nói. Không biết đã chạy đi đâu nữa. Bùi Ninh Tùng nói, không thể tin được đứa cháu trai này. Nếu không phải xem trọng người phía sau cậu ta, tôi thậm chí không muốn hợp tác với cậu ta nữa. Lần trước, chuyện của Lâm Thiếu Hoa, cậu ta đã bỏ trốn rồi. Nói đến đây, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chúng ta thực sự phải đưa năm miếng long cốt cho Lê Văn Vân sao? Ellen Hibbert suy tư nói, còn có thể làm sao? Hotzis lên tiếng rồi, cho nên chúng ta phải nể mặt Hotzis. Nhưng mà, nói đến đây, Ellen Hibbert thở dài nói, nhưng ý tứ của Hotzis cũng rất rõ ràng, chúng ta không thể động thủ ở trường đấu thú, nhưng ông ta có lẽ sẽ không quan tâm đến những nơi khác. Bây giờ chúng ta đã biết nơi ở của tên nhóc Lê Văn Vân này. Chúng ta chờ khi mọi chuyện chấm dứt thì trực tiếp giết cậu ta. Cậu ta chỉ có một siêu cấp, chúng ta không phải không có cơ hội. Về mặt quân số, chúng ta vẫn có lợi thế tuyệt đối. Chương 824, mày muốn chết à? Trên con phố ổ chuột ở khu đông, Lê Văn Vân đứng trên ban công, nhìn cuộc tranh luận bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Anh có thể thấy được hai vợ chồng này không nói dối, hai người kia rõ ràng đến đây để lừa. Gạt người ta, 5 vạn là một số tiền khủng khiếp đối với những người ở khu ổ chuột này. Không hẳn là không có người tốt ở khu tội ác, từ thời điểm này đã có thể thấy được đôi vợ chồng này tìm thấy tiền và trả lại những thay vào đó lại bị tống tiền. Trên thực tế, không hẳn họ không muốn lấy mà là số tiền quá lớn, họ nhặt được rồi nhưng cũng không dám tiêu xài phung phí, thậm chí họ còn lo lắng rằng nếu chuyện bị lộ thì có thể mất mạng, vì vậy họ mới thành thật giao ra. Mau đền tiền đi, hai người kia có chút không kiên nhẫn mà nói. Hai vợ chồng này đầy kinh hãi, người đàn ông bèn quỳ xuống đất, vội vàng dập đầu nói, đại gia, đại gia, anh thật sự không thể như vậy được, Tôi thật sự không có 5 vạn. Dù anh có bán tôi đi thì tôi cũng không có 5 vạn Luca cho anh đâu. Không có, một trong hai người cúi đầu cười gần nói, vậy tụi mày nợ ông đây 5 vạn, mỗi tháng trả lại cho ông đây, cộng thêm tiền lãi. Tiền lãi 3 phần. 3 phần tiền lãi của 5 vạn đồng, đối với cặp vợ chồng nghèo này, có lẽ mỗi tháng chỉ có thể đủ trả lại số tiền lãi này, cả đời cũng có thể trả không hết. Đây là bi kịch của những người bình thường này. Giờ phút này hai người đều mặt xám như cho tàn, toàn bộ khuôn mặt tràn ngập vẻ bị ai. Họ tưởng rằng những ngày khó khăn cuối cùng cũng đã kết thúc, giờ họ không phải trả một khoản phí bảo kê nữa, nhưng kết quả là loại chuyện này lại xảy ra, đối với họ, đó là một thảm họa. Hai người này thật không biết xấu hổ, Hoàng Thi Kỳ đứng bên cạnh Lê Văn Vân cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô ta quay đầu nhìn Lê Văn Vân nói, anh không đi quản sao. Lê Văn Vân gật đầu nói, phải quan chứ nói xong anh bước xuống cầu thang cùng lúc đó mấy người ở đằng kia vẫn đang nói chuyện hai gã kia nói đừng nói nhảm ngày này hàng tháng tao sẽ tới chỗ tụi mày thu tiền tháng sau chuẩn bị ba ngàn luca cho ông đây đi toàn thân đôi vợ chồng kia sụi lơ trên mặt đất nhưng cũng không làm gì được dù sao họ cũng không có bản lĩnh làm gì hai người này chờ đã lê văn vân bước ra khỏi cửa bình tĩnh nói hai người rõ ràng không biết lê văn vân rất nhiều người biết rằng lê văn vân đã trở lại nhưng không có nhiều người nhìn thấy bộ dạng của lê văn vân chỉ có những người ở đó ngày hôm qua mới nhìn thấy bộ dạng của anh song đối với khu tội ác khổng lồ trường đấu thú chỉ có thể chứa được vài nghìn người hai người đều không biết lê văn vân sau khi nhìn thấy anh trên mặt họ hiện lên một tia khinh thường lê văn vân sống ở con phố này không thể nào là người lợi hại được dù sao nó cũng chỉ là một con phố ổ chuột lê văn vân không để ý đến họ Bước tới nhìn một cái túi trước mặt hai người, trong túi có một sấp Luca, bình tĩnh hỏi ý của anh là các anh bị mất tiền sao? Tổng cộng có 40 vạn Luca, nhưng bọn họ nhặt được, lại còn chỉ đưa cho các anh 35 vạn thôi, đúng không? Trừ gì nữa, nhóc con, mày muốn làm gì? Người đàn ông cao lớn không kiên nhẫn hỏi. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, có nghĩa là, bọn họ đã trộm của các anh 5 ngàn đồng. Tôi không có, Lê Văn Vân cậu đừng nói nhảm, hai vợ chồng lúc này sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, mày nói đúng, bọn họ đã trộm của bọn tao năm ngàn, bọn tao phải lấy lại số tiền này. Người đàn ông cao lớn cười nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, nếu nói như vậy, các anh đã làm rơi 40 vạn, nhưng bọn họ nói chỉ nhặt được 35 vạn. Vậy chỉ có một khả năng, đó là số tiền bọn họ tìm được, hẳn không phải là của các anh, các anh tự đi tìm 40 vạn kia của các anh đi. Nói rồi, Lê Văn Vân cầm túi tiền đưa cho hai vợ chồng và nói, anh Dương, số tiền này là các anh nhặt được, không phải hai người họ làm mất. Các anh cứ cầm lại đi, tiêu xài thoải mái là được rồi. Thằng nhóc, mày có ý gì? Gã đàn ông có vóc dáng cao lớn xa sầm nét mặt, nói, mày muốn chết à? chương 825, người của Minh Giáo ư. Trong mắt Lê Văn Vân, một tia sáng lạnh vụt qua. Chát, chát, trong tích tắc, anh ra tay nhanh chóng, tát vào mặt hai người họ. Tốc độ ra tay của anh quá nhanh, hai người này hoàn toàn không phản ứng kịp. Hai người đều bị tát một cái, trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh. Dựa vào tốc độ ra tay của Lê Văn Vân, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Cả hai nuốt nước, nước bọt và lùi lại hai bước, gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt đen nói, thằng nhóc, mày có biết bọn tao là ai không? Bọn tao là người của Minh giáo, đại ca của bọn tao là anh Đào Ba, đêm qua đã một trận thành danh vậy mà mày lại dám động thủ với bọn tao ở đây người của minh giáo ư lê văn vân nở nụ cười như có như không nhìn hai người nói vậy thì từ nay về sau các người không phải nữa rồi biểu cảm của hai người họ khẽ thay đổi lê văn vân thờ ơ nói con phố này là con phố đầu tiên đạo ba đánh chiếm khi đánh chiếm được rồi anh ta thấy những người này sinh sống rất khổ sở nên không thu phí bảo kê để bọn họ có thể sinh tồn ở đây anh đi đâu lừa người không được cứ nhất quyết phải chạy đến đây lừa người, hai người các anh là cái thá gì chứ? Đao Ba nhìn thấy anh Dương cũng phải ân cần gọi một tiếng anh Dương, thường hay đi tới nhà anh Dương ăn ké cơm. Vậy mà anh lại dám đến đây lừa tiền bọn họ, anh muốn chết rồi. Biểu cảm của hai người họ đã thay đổi. Họ kinh ngạc nhìn cặp đôi trên mặt đất, nuốt nước bọt. Vào lúc này, họ cảm thấy như thể họ đã thực sự đã phải tấm sắt rồi. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn vội nói, người anh em Lối của chúng tôi, lối của chúng tôi, chúng tôi chỉ mất 35 vạn thôi. Gã vội vàng nuốt nước miếng, định lấy tiền trên mặt đất. Bụp. Ngay lúc này, Lê Văn Vân nhấc mắt cá chân lên, trực tiếp hất văng tay gã ra, anh nhà nhạt nói, vừa rồi tôi đã nghe rõ ràng, các anh làm mất 40 vạn, vậy số tiền mà anh dương nhặt được, hoàn toàn không phải của các anh. Các anh tự đi tìm 40 vạn của các anh đi. Cái này, gã đàn ông có vóc dáng cao lớn đờ mặt ra nói người anh em, cậu đi quá xa rồi đấy. Lê Văn Vân, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lê Văn Vân nhìn về phía phát ra âm thanh thì phát hiện Đạo ba đang cầm một thanh đại đạo, thân trên để chân, chạy về phía bên này với vẻ phấn khích trên khuôn mặt. Anh đạo ba, lúc này, hai gã đàn ông kia như thể đã nhìn thấy một vị cứu tinh, nói nhanh. Đạo ba nhìn đi nhìn lại hai người họ và nói, yo, là hai người các cậu à? Anh đã nói rồi, đã gia nhập minh giáo rồi thì mọi người chính là anh em, đừng có lén nhét tiền vào làm gì, mọi người cũng khó khăn mà. Hơn nữa, anh cũng không thiếu tiền. Nói xong, anh ta lặng lẽ chạm vào chiếc bình cạn khô của mình, khóe miệng khẽ co giật. Sau đó, anh ta nhìn nơi này, cau mày hỏi, đây là tình huống gì? Gã đàn ông có vóc dáng to lớn không dám giấu giếm nên kể ra mọi chuyện một năm một người, kể cả chuyện muốn lừa người. Đào ba nghe xong, vẻ mặt tối sầm lại và nói, nếu đã gia nhập với bọn tao thì phải bỏ những thói hư tật xấu từ xưa đi. Vâng, vâng, bọn em sẽ không bao giờ nữa." Người đàn ông cao lớn vội vàng nói. Lê Văn Vân lại nhẹ nhàng nói với anh ta, "Anh sai rồi, tôi đã nói, từ nay về sau, hai người các anh không còn là người của Minh giáo nữa. Hơn nữa, các anh đánh mất 40 vạn, đồng nghĩa với việc 35 vạn này không phải là của các anh. Nếu không muốn chết thì cút khỏi đây, sau này đừng đến con phố này nữa." sắc mặt đao ba hơi sướng sờ. Người đàn ông cao lớn nhìn đao ba như cầu cứu. Đao ba cũng có phản ứng, vội xua tay nói, cút ngay đi, từ hôm nay trở đi, các cậu không phải người của ông đây nữa. Tôi, sắc mặt hai người tái xanh. Bọn họ đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng sợ thanh danh của đạo ba, bọn họ không dám ho he gì, nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cách bỏ chạy. Audio điện tử võ tấn bền chương 826 Thánh Chiến. Chờ bọn họ rời đi, Lê Văn Vân bĩu môi nói, hai thứ rác rưởi. Nói xong, anh nhìn Đao Ba nói, Đao Ba, anh cũng xuất thân từ người gác đêm. Hiện tại tuyển người thì không thành vấn đề, nhưng anh cũng phải ràng buộc bọn họ một chút, những chuyện đã làm trước kia vẫn nên đừng làm thì hơn. Đào ba ho khan gật đầu, tôi biết, bây giờ chỉ là mới nhận người thôi. Nói xong, anh ta mang vẻ mặt hào hứng nói, anh không biết đâu, Cả ngày hôm nay ông đây nhận khoảng 2.000 người, đỉnh cấp có đến 50, 60 người. Chỉ là tôi có hơi trột dạ, bọn họ giờ đều bảo tôi là siêu cấp, tôi lại ngại phủ nhận. Nếu một ngày họ phát hiện ra tôi không phải, vậy tôi sẽ tiêu rồi. Lê Văn Vân vỗ vai anh ta, hãy tin tưởng vào tài diễn xuất của anh. Nói xong Lê Văn Vân nhặt cái túi trên mặt đất đưa cho anh Dương, nói anh Dương, anh có thể cầm lấy số tiền này, bọn họ không dám gây phiền toái cho các anh đâu, cứ yên tâm tiêu xài. Hai vợ chồng ở trên đất ngẩn ngơ một hồi, sau đó liên tục xua tay nói, không được, không được, nhiều tiền như vậy, chúng tôi cũng không yên tâm. Lê Văn Vân vỗ vai họ, "Nhớ nhé, phố ổ chuột bây giờ đã khác trước nhiều rồi, cứ yên tâm tiêu xài, cải thiện điều kiện sống của mình một chút." Nói xong, anh xoay người đi vào nhà, Đào Ba nhanh chóng đuổi theo nói, "Phải rồi, tôi tới đây tìm anh là có việc." "Sao vậy?" Lê Văn Vân đi về nhà. Quay đầu hỏi, lần này gia nhập vào với chúng ta có rất nhiều người đều là đỉnh cấp của bên khu Bắc. Có vẻ như bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, điều kiện để gia nhập vào chúng ta là hy vọng rằng tôi ra mặt và thương thảo với Lục Khiêm đó một chút, bảo Lục Khiêm buông tha cho gia đình của họ. Đào Ba nói, Lục Khiêm dường như đã kiểm soát gia đình của họ, sau đó đến ép buộc họ tham gia vào trận đấu của trường đấu thu đó. Nhưng là anh biết mà, mẹ nó, tôi chỉ là một đỉnh cấp đối mặt siêu cấp sẽ nhún hết chân ra, thương lượng như thế nào nữa. Đào ba có chút nói không nên lời, cho nên tôi muốn hỏi anh, anh nghĩ như thế nào về vấn đề này. Lê Văn Vân sờ mũi, rồi nói, quay lại nói với bọn họ, ngày mai chúng ta khởi xướng thánh chiến chống lại khu Bắc. Nghe những lời của Lê Văn Vân, Đao ba ngồi bệt xuống đất, đầu óc trở nên trống rỗng. Thánh chiến Điều này có nghĩa là Lê Văn Vân muốn khiêu chiến thánh chủ của khu Bắc, một tồn tại siêu cấp thật hay giả vậy, đào ba nói. Lê Văn Vân cười khẽ, đương nhiên là thật, mục đích lần này của tôi vốn là muốn giết thánh chủ khu Bắc. Đúng lúc hiện tại anh cũng tuyển rất nhiều người, tôi sẽ trực tiếp cho anh ngồi lên vị trí thánh chủ khu Bắc. Đào ba liếm môi, nhưng vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, lục khiêm đó, tôi chỉ cần một đao đã chém chết. Hơn nữa bên chỗ chúng ta cũng không chỉ có một mình tôi là siêu cấp. Lê Văn Vân nói một cách bình tĩnh. Đúng vậy, Lê Văn Vân suy đoán rằng bên khu Bắc có khoảng 3 siêu cấp. Nếu chỉ có một mình anh thì có thể rất khó đối mặt, nhưng bây giờ Hoàng Thi Kỳ đã xuất hiện, hơn nữa Hoàng Thi Kỳ cũng đã thành công đột phá lên siêu cấp, điều này có nghĩa là ít nhất Hoàng Thi Kỳ có thể giữ chân được một người. Vậy thì Lê Văn Vân đối mặt với hai người, cho dù là họ là người đứng thứ 6 và thứ 7 trong thiên bảng, hiện tại anh cũng chắc chắn ở một mức nào đó. Giản Hưng cộng thêm Ellen Hibbert có thể giỏi hơn Lý Đông Giá cộng với Vân Đạo Tử dù sao thì họ cũng đã già rồi. Nhưng Lê Văn Vân đã thu hoạch được 5 miếng long cốt, cộng với hai miếng trong tay thì anh có 7 miếng xương. Sau một ngày hấp thụ chúng, anh cảm thấy mình thực sự có thể sánh ngang với Hot Seas. Trường 827 anh sẽ tìm cách để kiềm chế những người này. Hôm đó đụng một đao với Hot Seas, anh biết giữa mình và Hot Seas có khoảng cách, nhưng nếu hấp thụ thêm 7 cái xương nữa thì khó mà nói được. Nghe Lê Văn Vân nói như vậy, Đào ba nghiến răng nghiến lợi nói, được, vậy giờ tôi về. Thông báo cho bọn họ biết, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta chiến. Anh ta nghiến răng nghiến lợi đứng lên, Lê Văn Vân lúc này mới đột nhiên hỏi, Đào ba, anh đã nghĩ tới việc rời khỏi thành phố này chưa? Đào ba ngẩn người. Đối với Đào ba, đã 20 năm trôi qua kể từ khi anh ta bị đày đến thành phố này, lúc đầu anh ta cũng nghĩ đến việc rời thành phố, nhưng sau một thời gian dài, anh ta đã từ bỏ ý định ấy nghe lê văn vân nhắc đến điều này lòng anh ta không khỏi chấn động một hồi nghĩ đến việc rời khỏi sao đương nhiên là đã nghĩ anh ta đã trải nghiệm thế giới bên ngoài và biết thế giới bên ngoài là như thế nào anh ta khao khát hòa bình và một cuộc sống đầy màu sắc có nghĩ anh ta nhìn lê văn vân và nói cho dù có vứt bỏ tất cả những gì tôi vừa có được bây giờ tôi cũng muốn rời đi tuyển thêm người đi lê văn vân cười nói khi thời cơ đến Tôi đưa các anh rời khỏi đây, chúng ta cùng đi Europa chém đem. Đao Ba mím môi, đem là kẻ thù của Lê Văn Vân, là kẻ thù của Trần Tiêu và cũng là kẻ thù của Đao Ba. Cuộc sống của Đao Ba quá mệt mỏi, đặc biệt là khi anh ta đến khu tội ác, tất cả đồng đội của anh ta đều chết trong trò chơi với đem. Nhưng anh ta biết đời này không có hy vọng báo thù, anh ta không có thiên phú về võ nghệ, lại đang ở đỉnh cấp, đã mắc kẹt rất lâu rồi. Đối với Hoàng Thi Kỳ và những người khác rào cản lên đến siêu cấp là một lạch trời nhưng đối với đao ba đỉnh cấp cũng là khoảng cách không thể vượt qua anh ta biết khoảng cách giữa mình và đem lớn như thế nào nhưng bây giờ mọi thứ đã khác ngày hôm qua anh ta đã chứng kiến tất cả những gì lê văn vân đã làm máu và xác chết nằm đầy trên mặt đất anh ta lại gật đầu được nói xong anh ta nhanh chóng quay đầu bước ra khỏi phòng đam mỹ hay lúc này hoàng thi kỳ và phạm nhược tuyết từ lầu hai bước xuống Hoàng Thi Kỳ cao mày nói, anh muốn dẫn những tên điên này rời khỏi khu tội ác sao? Ừ, Lê Văn Vân gật đầu. Lê Văn Vân, anh đừng hấp tấp, anh có biết đột nhiên xuất hiện hàng nghìn người, lại còn là những kẻ ngỗ ngược ở khu tội ác. Đối với thế giới bên ngoài, đó là một thảm họa đấy. Phạm Nhược Tuyết nói, anh sẽ tìm cách để kiềm chế những người này. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, và lại, chúng ta có lựa chọn nào không? Nơi chúng ta đến là Europa, căn cứ của đêm trừ khi anh đạt đến được trình độ như Trác Nhất Minh, nếu không, mấy người chúng ta qua đó, e rằng muốn lấy đầu của ông ta vẫn khó khăn như trước. Vậy anh qua đó chính là tuyên chiến với người gác đêm hệ Europa rồi. Phạm Nhược Tuyết thở dài nói, không cần thiết phải đi đến bước này. Lê Văn Vân thờ ơ ngẩng đầu lên và nói, anh không chỉ tuyên chiến với họ, anh còn muốn đến tổng bộ để hỏi họ tại sao họ muốn sa thải anh. Đem là anh hùng của nhân loại, Lê Văn Vân anh thì không phải ư? lê văn vân đập bàn một cái dầm cười khẩy một tiếng nghe được lời nói của lê văn vân cả hai đều im lặng hoàng thi kỳ thở hắt ra đúng vậy chỉ cần có thể báo thù cho đường đường anh làm cái gì cũng không quan trọng nếu như anh sử dụng tốt thế lực này tại sao lại không bảo vệ được nhân loại cơ chứ phạm nhược viết nhìn lê văn vân không nói gì nữa cô thở dài nói hy vọng anh có thể nắm chắc chừng mực là được Lê Văn Vân nở nụ cười với cô, đi thôi, chúng ta đến trường đấu thú đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ừ, Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Lê Văn Vân quay trở lại lầu và mang theo hai thanh đao trên lưng. Hoàng Thi Kỳ cũng ẩm ý muốn đi, nhưng họ chỉ có 5 tấm vé. Và cuối cùng, vé của Cố Bạch đã bị Hoàng Thi Kỳ giật lấy. Anh ta thậm chí còn không dám ho he gì. Trong tiểu đội 11.762, người sợ Hoàng Thi Kỳ nhất chắc chắn là Cố Bạch. Khi mới vào đội, thấy Hoàng Thi Kỳ xinh đẹp, anh ta tán tỉnh Hoàng Thi Kỳ vài lần, sau đó vài năm tiếp theo thường xuyên bị Hoàng Thi Kỳ đánh cho tơi tả, có thể nói lý do khiến hiện giờ anh ta có thể trở thành đỉnh cấp không thể không kể đến công của Hoàng Thi Kỳ. Cả nhóm lại lái hai chiếc ô tô và lao về phía trường đấu thú ở khu bắc. Cùng lúc đó, trước nơi ở của Đao Ba lúc này đang tụ tập rất đông người, Đao Ba đang say sưa nói chuyện gì đó. Tôi thông báo ngay tại đây. Mắt Đao Ba quét qua đám người đông đảo phía dưới, "Ngày mai, minh giáo ta sẽ phát động thánh chiến chống lại khu Bắc." Chương 828, ngày mai cô có hứng thú đánh thánh chiến không? Theo lời nói của Đao Ba cất lên, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nổ tung. "Thánh chiến? Hơn nữa còn là ngày mai? Cái này, khiêu chiến thánh chủ của khu Bắc. Mẹ nó tôi điên lên rồi, tôi không ngờ sinh thời vậy mà còn được chứng kiến thánh chiến ở khu tội ác." "Không!" trực tiếp tham gia vào một cuộc thánh chiến. Trước mặt họ, những người do Đao Ba tuyển dụng đã bùng nổ ngay lập tức, tất cả mọi người đều phát điên lên. Có người hưng phấn giống lên, không hổ là anh Đao Ba, anh Đao Ba quả nhiên là siêu cấp. Nếu thắng trận này, chúng ta sẽ là người dưới trướng của thánh chủ, từ nay về sau, trong thành phố này, chúng ta sẽ là đám người đỉnh nhất. Có người cúi đầu im lặng không nói gì, có vẻ hơi căng thẳng. Ở hàng ghế đầu đều là một số cao thủ đỉnh cấp mà trong số những người đỉnh cấp này, hầu hết đều đến từ khu Bắc. Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều mang theo vẻ kích động, bất kể như thế nào bọn họ cũng không ngờ đao ba lại trực tiếp đưa ra quyết định này. Khiêu chiến lục khiêm, khởi xướng thánh chiến. Nếu họ thành công, họ sẽ cứu được gia đình của họ, nếu thua. Họ sẽ không thể vực dậy nữa. Họ nhìn vào đao ba bên trên với ánh mắt kiên định. Nhìn đám đông đang hào hứng, lòng đao ba khẽ run lên. Má nó, mình là siêu cấp giả mà." Trong lòng Đào Ba run lên. Nhưng bây giờ nói cũng đã nói rồi, Lê Văn Vân cũng đã hứa rồi. Tất cả những gì anh ta có thể làm là tin tưởng Lê Văn Vân. Đào Ba chậm rãi thở ra một hơi, "Tôi biết, có một số người e sợ siêu cấp, nhưng khi khiêu chiến khởi sướng, Lục Khiêm cứ giao cho tôi. Tôi sẽ giải quyết ông ta. Đương nhiên, các người có người nào sợ hay không muốn, tôi cũng sẽ không nói cái gì cả." Từ bây giờ trở đi, chỉ cần muốn rời đi thì đến chỗ tôi thống kê tôi sẽ gạch tên các người chiến phía dưới lý tương vũ rút đao chỉ thiên hét lớn chiến keng 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 có tiếng rút đao âm thanh rút kiếm lúc này cũng vang vọng một vùng tất cả binh khí của mọi người đều chỉ lên trên lớn tiếng nói chiến một màn này đao ba chỉ cảm thấy máu của mình sôi lên anh ta thở ra được tôi hứa dù có chết thì tôi cũng là người chết trước. Nếu thắng, tôi không thể đảm bảo mọi người đại phú đại quý. Các người cũng có thể thấy từ tác phong của tôi, mẹ nó bây giờ tôi cũng là một kẻ nghèo nàn, nhưng tôi có thể hứa rằng chỉ cần tôi thắng, không ai dám bắt nạt người của chúng ta trong thành phố này nữa. Anh Đao Ba có tình có nghĩa. Lúc này, một tốp khác giống to. Đúng vậy, rất nhiều người sẵn sàng gia nhập với Đao Ba. Ngoài danh tiếng, người tàn sát còn có nghĩa khí của anh ta một người đàn em bị bắt cóc, anh ta một mình xông vào tổng bộ của đào lực và tàn sát tất cả mọi người. Đây là nghĩa khí của anh ta, rất nhiều người cũng thích điều này. Cùng với tiếng la hét của họ, tin tức đào ba sẽ khởi xướng thánh chiến chống lại khu bắc vào ngày mai đã lan truyền nhanh chóng. Tất nhiên, Lê Văn Vân không biết về việc điều động của đào ba, lúc này anh đã đến hiện trường trường đấu thú. Sau khi nói chuyện với mấy người phạm nhược tuyết một chút, anh tự mình bước vào phòng nghỉ. Khi đến phòng nghỉ, trong phòng còn có vài người khác, bao gồm cả Thanh Mộc Tinh Tử. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô nghiêng người lại gần và nói, chú ơi, chú đến rồi. Chật, Lê Văn Vân sờ sờ mũi, luôn cảm thấy cái xương hô này có chút kỳ quái. Lúc trước anh đã trang điểm nên Thanh Mộc Tinh Tử này gọi anh là chú cũng thôi đi, bây giờ đã tẩy trang rồi, cô vẫn gọi anh như vậy. Lê Văn Vân ho khan nói, ngày mai cô có hứng thú đánh thánh chiến không? Thanh Mộc Tinh Tử sửng sốt một hồi, sau đó thay đổi vẻ mặt nói chú. Ngày mai sẽ động thủ với Lục Khiêm à? Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, thế nào, có hứng thú đánh một trận không? Thanh Mộc Tinh Tử thở dài, sau đó gật đầu và nói, được. Đến lúc đó chú hãy cho tôi biết. Ba người chiến thắng của các nhóm khác đều nhìn về phía Lê Văn Vân, vẻ mặt có chút bất lực. Sự gia nhập của một siêu cấp đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của trận chiến này. Đối mặt với Lê Văn Vân, họ thậm chí không thể khơi dậy nổi mong muốn chiến đấu. Họ đến đây chỉ để đi qua sân một cái mà thôi. Chương 829, vậy tôi ra tay cũng được. Cùng lúc đó, tin tức ngày mai Đao Ba sẽ khiêu chiến khu Bắc cũng lan nhanh khắp khu tội ác. Vào lúc này, ở khu đông, trong trang viên của Doãn Nhu. Chỗ cao hơn của trang viên là tại một trạm gác, nơi này tương đối cao, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh của khu tội ác. Nhiều nữ Doãn Nhu đang ngồi ở đây, trông thật sự giống hệt một con mèo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, An Nhiên mặc trang phục hầu gái đi tới. Cô ta cúi đầu chào Doãn Nhu rồi nói, chủ nhân. Doãn Nhu ngẩng đầu, cao mày nói, không phải tôi nói muốn yên lặng một lát sao, không có việc gì thì đừng tới tìm tôi à. An Nhiên cười khổ, có chút chuyện, là về minh giáo. Hả, Doãn Nhu cao mày nói, tổ chức mà Lê Văn Vân gia nhập chơi chơi đó hả có chuyện gì vậy? Không phải đêm qua Lê Văn Vân đã tàn sát tất cả người của đào lực sao? Những người kia nghĩ rằng minh giáo do đào ba thành lập. Sau đó, nhiều người đã gia nhập tổ chức này. Nói đến đây, an nhiên cười khổ, vừa rồi có tin tức là đào ba nói. Ngày mai sẽ khởi xướng thánh chiến đánh khu Bắc. Hả, lần này, Doãn Nhu dường như không thể ngồi yên, kinh ngạc nhìn an nhiên hỏi, khởi xướng thánh chiến với khu Bắc. Đúng, An Nhiên nói, "Đây chắc là ý của Lê Văn Vân." Vẻ mặt của Doãn Nhu hơi thay đổi nói, "Vậy thì chuyện này có chút thú vị rồi." "Chủ nhân," An Nhiên nói, "hôm nay không phải là trận chung kết của Lê Văn Vân à? Sao không đi xem một chút?" Doãn Nhu cười nói, "Một siêu cấp như cậu ta tham gia loại chuyện này, còn có cái gì để xem? Ước chừng chỉ đi lên để dạo qua sân khấu chút thôi, mấy người kia đi lên một chuyến là đã kết thúc rồi." nhưng tôi cũng phải đến xem doãn nhu nói tôi phải tìm hiểu xem hotzis có thái độ như thế nào đối với cuộc thánh chiến này đưa tôi đến trường đấu thú doãn nhu nói và đứng dậy cùng lúc đó trong phòng riêng của trường đấu thú hotzis đang cầm ly rượu đỏ ngồi đó trong phòng riêng lần này chỉ có một mình ông ta đúng lúc này điện thoại di động của ông ta đột nhiên vang lên ông ta bắt máy alo alo đầu bên kia điện thoại vang lên Đào Ba ở khu đông, ngày mai sẽ phát động thánh chiến chống lại khu bắc, bọn họ sẽ khiêu chiến Lục Khiêm. "Hả?" Hotzi cao mày thật sâu. Người gác đêm số 2 kia mà ngài Minh đưa đi được Lê Văn Vân đón về rồi. Trên điện thoại, giọng nói lại vang lên. "Biết rồi." Hotzi cúp điện thoại, híp mắt nhìn về phía hậu trường của trường đấu thú, trầm ngâm nói, "Khởi sướng thánh chiến, bên này có tận 3 siêu cấp, Lê Văn Vân, cậu muốn đi tìm cái chết sao?" Nói xong, ông ta lại cau mày nói thằng nhóc này muốn đánh ngay ngày mai chắc không phải là nóng lòng muốn rời khỏi đây muốn giải quyết bùi nghinh tùng trước đấy chứ nói xong lông mày của ông ta nhíu lại thật sâu cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi sao thật thú vị cùng lúc đó có bốn người ngồi ở phòng bên cạnh giản hưng rốt cuộc đã tới lúc này vẻ mặt của tất cả mọi người ngoại trừ giản hưng đều không được ưa nhìn cho lắm lúc trước họ vẫn đang thảo luận nên động thủ với Lê Văn Vân như thế nào, nhưng họ không ngờ rằng bây giờ Lê Văn Vân lại chủ động khởi xướng khiêu chiến họ. Sau ngày hôm qua Lê Văn Vân chủ động bại lộ, họ có thể dễ dàng điều tra ra một số điều về anh ở khu tội ác, bao gồm cả khiêu chiến mà đám người Lê Văn Vân khởi xướng ở khu ổ chuột. Ngày mai, Bùi Nghênh Tùng nuốt nước bọt và nói, hay là chúng ta rút lui đi. Ellen Hibbert cười khẩy một tiếng, rút, rút cái gì, Mục đích của chúng ta là giải quyết thằng nhóc này, cậu ta chủ động tới cửa, chúng ta còn phải sợ cái gì, ông đúng là nhát cái. Nói xong, ông ta liền nhìn về phía Giản Hưng hỏi, nếu như ngày mai cậu không ra tay, sự hợp tác của chúng ta với kẻ đứng sau các cậu sẽ kết thúc ở đây. Lời nói của ông có thể tính được không? Giản Hưng khinh thường nói, ông có thể đại diện cho đem à. Trường 830 nhưng kết quả khá thất vọng, bên cạnh, triệu chỉ nhu ngửa cổ nói, đổi trời cái gì hả? À? Ông nói là thành phố này sắp thay đổi rồi. Lão lừa gạt ngửa cổ nói, "Nhóc con, có muốn rời khỏi thành phố này không?" Triệu Chỉ Nhu gật đầu nói, "Muốn thì muốn chứ, nhưng mấu chốt là cháu có thể rời đi như thế nào?" Ông cũng không đánh bại được Hotzis, không có khả năng rời đi. Ông đánh không được ông ta, nhưng tên nhóc kia ở đối diện có thể đánh thắng được đấy. Lúc này lão lừa gạt nói, "Cho nên, cháu gả cho cậu ta, sinh cho cậu ta 10 đứa con." cậu ta khẳng định sẽ đưa cháu ra ngoài. Người đó, khá thú vị, triệu chỉ nhu vuốt cằm, nhưng anh ấy có vẻ không thích cháu. Hơn nữa cháu cũng không nghĩ rằng cháu sinh như bác sĩ bên cạnh anh ấy. Không đến mức đó đâu, lão lừa gạt nói, nửa đời sau của ông già này có thể có cuộc sống tự do hay không là tùy thuộc vào cháu rồi. Triệu chỉ nhu bĩu môi nói, được, vậy để cháu thử xem nhé. Toàn bộ khu tội ác, vì thông báo của đao ba, đã bị cuốn vào một cơn bão hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại khu Nam, Phất Lai đang quỳ trước một tòa cao ốc, khóc lóc nói tiền bối, xin hãy báo thù cho con của tôi, nó đã chết rất thê thảm, chỉ vì nó động thủ với đám dân nghèo mà bị Lê Văn Vân kia giết chết. Cậu ta là số không của người gác đêm, nhưng lại không biết quy củ và giết người vô tội một cách bừa bãi. Tiền bối, tôi cầu xin ông làm chủ cho tôi, tôi không thể thắng cậu ta, nhưng ông có thể xin ông hãy rời núi báo thù cho con trai tôi. Phất Lai van xin. Anh trở về đi, bên trong phòng truyền ra một giọng nói có chút già nua, anh đã quỷ ba ngày rồi. Nếu tiền bối không muốn đi ra ngoài, tôi sẽ quỷ cho đến khi không dậy nổi. Phất Lai nhỏ giọng nói. Vậy anh cứ quỷ cho đến khi không dậy nổi đi. Một giọng nói vang lên trong điện thoại. Sắc mặt Phất Lai thay đổi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tiền bối, ông cũng sợ Lê Văn Vân kia sao? trong phòng im lặng một khoảng, không ai đáp lại lời ông ta. Lúc này, thời gian bất chi bất giác đã đến 5 giờ, toàn bộ trường đấu thú đã chật ních người. Dù sao cũng là vé được mua trước. Vào lúc này, một vài khung sắt bắt đầu từ từ kéo dài ra, ngay sau đó, nhóm bốn người bắt đầu đi về phía vòng tròn ở giữa từ các hướng khác nhau. Lê Văn Vân lưng đeo song đao, từ từ đi vào giữa sân, khi bình luận viên tuyên bố bắt đầu trận đấu, bọn họ chỉ chạm tượng trưng vài nhát, sau đó ba người còn lại ngã xuống đất trong khi lê văn vân trở thành người duy nhất đứng và cũng đã thành công chiến thắng cuộc thi này những người đến xem trận đấu tại chỗ không khỏi thất vọng điều họ muốn xem là những nỗ lực hết mình của siêu cấp và màn kịch ba đỉnh cấp hợp lực đại chiến siêu cấp nhưng kết quả khá thất vọng sau khi giành chức vô địch thành công người dẫn chương trình tại hiện trường tuyên bố lê văn vân đã trở thành nhà vô địch lục khiêm là người trao thưởng cho nhà vô địch theo ý định của đám người lục khiêm lần này họ câu cá, dụ mấy người Lê Văn Vân đến đây, sau đó điều tra người gác đêm, theo dõi hành tung của Lê Văn Vân và làm thịt bọn họ. Đến lúc ấy, tùy ý tuyển nhận một người là được, và sau đó Long Cốt sẽ tự nhiên trở về chủ sở hữu ban đầu của nó. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân đánh giết một đường, dưới tình huống Hot seas đang nhìn chằm chằm, ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Lê Văn Vân tất cả những thứ kia. Lúc này, ở giữa sân khấu, Lục Khiêm chậm rãi đi về phía Lê Văn Vân, xung quanh là hai mỹ nhân ăn mặc mát mẻ, nhưng ánh mắt ông ta lại không mấy dễ nhìn. Cầm một chiếc túi trên tay, ông ta bước đến chỗ Lê Văn Vân, đưa chiếc túi và thẻ ngân hàng cho anh. Lê Văn Vân cầm lấy đồ vật, kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định bên trong quả nhiên có 5 miếng long cốt, anh nhìn Lục Khiêm nở nụ cười như có như không, thế nào, tâm trạng có tốt không? Sắc mặt Lục Khiêm khó coi vô cùng ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân và nói, nhóc con, cậu đừng đắc ý, nếu cậu dám khởi xướng khiêu chiến với tôi, chắc chắn ngày mai cậu sẽ chết. Thật sao, Lê Văn Vân cười nói, vậy tôi nghĩ cần phải xử lý ông ngay bây giờ rồi. Khoảnh khắc vừa dứt lời, anh trực tiếp rút đao vô danh ra, một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể anh bùng nổ, tập trung trên người lục khiêm, đồng thời hai mắt cũng híp lại, thập tự chạm. Lục Khiêm tuy chỉ đứng thứ 12 trên thiên bảng, thực lực còn kém hơn. Lý Đông giã rất nhiều, với Lê Văn Vân bây giờ và cả thập tự trảm ở khoảng cách gần như vậy, ông ta làm sao có thể chịu được. Audio điện tử võ tấn bền chương 831 thái độ của ông như thế nào? Ông giúp ai? Nhìn thấy khí cơ kinh khủng trên người Lê Văn Vân, sắc mặt lục khiêm đại biến, nhanh chóng bắt đầu rút lui. Ông ta không bao giờ ngờ rằng Lê Văn Vân hoàn toàn không cho Hotsis mặt mũi. Những gì Hotsis nói hôm qua rất rõ ràng, nếu có chuyện riêng thì họ có thể giải quyết một cách kín đáo, những trận đấu trong trường đấu thú vẫn diễn ra bình thường. Song tên Lê Văn Vân này lại không đánh bài theo lẽ thường. Khuôn mặt của Hotsis thay đổi dữ dội, muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa rồi. Vút, đúng lúc này, một thanh kiếm bay ra từ cửa sổ phía trên phòng riêng, đó là một thanh trường kiếm của kỵ sĩ, thanh trường kiếm chạm vào đao của Lê Văn Vân, trực tiếp bị nảy lên và bay ra ngoài. Tuy nhiên, uy lực từ thập tự trảm của Lê Văn Vân đã yếu đi một nửa, khí thế siêu cấp của Lục Khiêm bùng nổ, cuối cùng đã chặn được đòn đánh lén của Lê Văn Vân. Những khán giả có mặt tại hiện trường lúc này đã phân khích trở lại. Vốn dĩ cát bụi đã lắng xuống, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như sẽ có một trận chiến giữa các siêu cấp. Trong lúc nhất thời, những khán giả đó cảm thấy trận này xứng đáng lắm. Lê Văn Vân không buông tha, anh lại năng thanh đao lên và lao về phía Lục Khiêm. Lê Văn Vân, sắp xong rồi ngày mai các người muốn thế nào tôi không thèm quan tâm nhưng hôm nay đến đây là ngừng nếu cậu muốn tiếp tục chiến đấu để tôi là đối thủ của cậu âm thanh của hotzis vang vọng khắp trường đầu thú đôi mắt lê văn vân hơi nheo lại trên thực tế anh thực sự không biết hotzis đang nghĩ gì nhưng nếu hotzis đã mở miệng anh đương nhiên không nói thêm gì nữa cất đạo vô danh vào vỏ đao phía sau lưng nhàn nhạt nhìn thoáng qua lục khiêm nhẹ nói để lại cái mạng chó này cho ông ngày mai trở lại lấy ai chết chưa biết chừng đâu lục khiêm chế nhạo lê văn vân cất lòng cốt vào trong túi sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói tôi muốn hỏi ông một vấn đề tại sao lại hợp tác với hồng nguyệt rõ ràng ông biết phía sau hồng nguyệt là cái gì mà lục khiêm sững sờ một lúc dường như ông ta không ngờ rằng lê văn vân sẽ đột nhiên hỏi mình câu này Ông ta hít một hơi thật sâu và nói, lựa chọn khác nhau mà thôi. Có người cho rằng đối mặt với những thứ phía sau Hồng Nguyệt, chủ chiến chính là lựa chọn tốt nhất, cũng có người cho rằng đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, và tôi chọn vế sau. Tất nhiên, cũng có những người không đưa ra lựa chọn, như Hot Nếu khác nhau, vậy chỉ đành xung đột vũ trang, Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, ngày mai rửa cổ sạch sẽ đi. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài lê văn vân cũng cất đồ đạc của mình rời khỏi sân đấu đi về phía hậu trường sau khi nhắc nhở thanh mục tinh tử một chút lê văn vân rời trường đầu thú và về nhà cùng mọi người cùng lúc đó trong phòng riêng của hotzis doãn nhu đột nhiên mở cửa nhìn thấy hotzis trong phòng lúc này hotzis đang cau mày ông ta đang suy nghĩ đến lúc ngăn cản lê văn vân vừa nãy mặc dù cách nhau rất xa nhưng ông ta nghĩ rằng một kiếm của mình sẽ có thể chặn được thập tự trảm của lê văn vân nhưng đã khiến ông ta thất vọng rồi. Lần này, ông ta chỉ làm suy yếu sức mạnh của thập tự chảm một chút mà thôi. Và lại, ông ta đã nhận ra Lê Văn Vân dường như không dùng hết sức. Nhìn thấy Doãn Nhu đi vào phòng, ông ta ngẩng đầu và cau mày hỏi, có chuyện gì sao? Doãn Nhu thở dài và nói, đừng giả vờ nữa, hẳn là ông đã biết rồi. Về chuyện minh giáo khiêu chiến lục khiêm, bà cũng đã biết rồi, tôi đương nhiên biết. Hotsis cười đứng lên, Thái độ của ông như thế nào? Ông giúp ai?" Doãn Nhu hỏi. "Giúp ai?" Hotzis đứng lên nói, "Ngài Minh là người gác đêm, nên tôi đương nhiên không dám làm gì Lê Văn Vân. Còn Lục Khiêm, dù sao cũng là người của khu tội ác, có thể sống sót là tốt nhất." Nói đến đây, ông ta thản nhiên nói, nhưng giữa bọn họ lại là cục diện không chết không ngừng, vậy hãy xem ai là người xuất sắc nhất trong số họ đi. Chương 832 Ilimi đương nhiên đồng ý doãn nhu nghiêng đầu nhìn eddie hotis nói cũng có nghĩa rằng lựa chọn của ông là không giúp ai cả để họ tự sinh tự diệt đúng không tôi e là vậy eddie hotis nói doãn nhu gật đầu tốt nhất là như thế nếu ông nhúng tay vào thì tôi cũng sẽ góp tay về phía lê văn vân vậy nên bây giờ là bà đã quyết định rồi đúng không đứng về phía lê văn vân gia nhập tiểu đội của lê văn vân eddie hotis hỏi đúng rồi có tin này tôi phải thông báo cho bà một tiếng Lê Văn Vân bây giờ đã bị đuổi khỏi người gác đêm, hơn nữa tổ chức đó còn ra huyết sắc lệnh với cậu ta, bây giờ bà đi theo cậu ta, rất có khả năng sẽ bị người gác đêm để ý tới, bà phải suy nghĩ kỹ. Doãn Nhu nghe tới đây thì sắc mặt hơi thay đổi, không thể nào, cậu ta không phải anh hùng của người gác đêm sao? Sao có thể xảy ra chuyện này? Cậu ta có mâu thuẫn với nhà đêm, đêm có lẽ đã hợp tác với người của Hồng Nguyệt, Ellen Hubert chung chiến tuyến với Bùi Nghinh Tùng ở khu tội ác, bây giờ cục diện giữa lê văn vân và đem là không chết không thôi eddie hotsis bình tĩnh nói mà việc lê văn vân rời khỏi người gác đêm cũng do một tay đem giật dây ông muốn bịa ra một lý do nào đó thì cũng phải kiếm lý do ổn hơn chứ đem là người gác đêm hồng nguyệt là kẻ thù của họ sao họ có thể hợp tác với hồng nguyệt doãn nhu không hề tin những gì ông ta nói hotsis nhún vai giơ hai tay ra thế bà đi hỏi lê văn vân là rõ rồi mà doãn nhu cau mày xoay người rời khỏi trường đấu thú. Nếu những gì Hotzis nói là thật, nếu Lê Văn Vân đang vác trên mình huyết sắc lệnh của người gác đêm thật, vậy thì việc rời khỏi thành phố này có thể còn mang đến rắc rối lớn hơn nữa. Nhưng, bà ta thật sự muốn đi khỏi đây, ở lại thành phố này cả đời với bà ta quá khô khan, mặc cho bà ta đã là một trong những kẻ có địa vị cao nhất ở chốn này. Ở phía bên kia, sau khi kết thúc, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết cùng rời khỏi trường đấu thú, trên đường đi anh móc điện thoại ra gọi cho ilimi nói với cô ấy rằng ngày mai sẽ xảy ra thánh chiến hỏi cô ấy có muốn đến không ilimi đương nhiên đồng ý sức chiến đỉnh cấp ở bất kỳ nơi nào kể cả người gác đêm cũng đều mang sức chiến mạnh nhất trên thế giới này vẫn còn ít người gác đêm quá khu phía bắc chắc chắn cũng có không ít người cũng mạnh ngang tầm đương nhiên lê văn vân biết rõ thắng thua ngày mai quan trọng nhất ở chỗ quyết định thắng thua giữa hàng siêu cấp ở phương diện này, ai thẳng thì có cơ hội cao thẳng cả trận. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, vừa dừng xe lại, Lê Văn Vân đã phát hiện, trên đường trước nhà Lại Tuấn là một chiếc xe đua mui trần màu bạc, chiếc xe này là của Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đang đứng ngay cổng, thấy Lê Văn Vân xuống xe thì hồ hơi chạy đến, Lê Văn Vân. Hôm qua bọn họ không có cơ hội nói chuyện với Lê Văn Vân, bởi vì tin tức anh bị người gác đêm khai trừ làm anh rất buồn, về đến nhà chào hỏi một tiếng xong thì chạy lên lầu ngay. Hôm nay hai người họ lại tới. Lê Văn Vân là thần tượng của họ, cơ hội tiếp xúc thần tượng ở cự ly gần này họ sẽ không bỏ qua. Thầy Lê Văn Vân xuống xe, hai người vội vàng kéo sang. Phạm Nhược Tuyết nhìn một cái, Hoàng Thi Kỳ cười ha ha nói, "Lê Văn Vân, anh lại thả thính con gái người ta đấy à?" Lê Văn Vân có hơi cạn lời, vội nói, "Trời đất chứng giám, cô đừng có nói bậy." Mấy người Phạm Nhược Tuyết cười cười, không làm phiền Lê Văn Vân mà đi vào nhà trước. Lê Văn Vân lúc này mới nhìn Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh rồi hỏi, các cô có việc gì không? Chương 833 sao nghe hấp dẫn quá vậy? Hai người vẫn không có vẻ gì là mất tự nhiên, mặc cho sau khi đã biết thân phận của Lê Văn Vân, Chu Linh Linh hừ một tiếng rồi nói, anh gạt chúng tôi quá đáng lắm, không ngờ anh chính là Lê Thanh. Trước kia tôi nói rồi mà, là do các cô không chịu tin tôi cũng hết cách lê văn vân chề môi chu linh linh ngơ ra lúc trước lê văn vân quả thật có thừa nhận nhưng họ cảm thấy lê văn vân không thể nào hèn như thế nên không tin lâm khả hân cười khẩy một tiếng ai mà tin cho được ai mà ngờ người như anh lại chạy đến quán ba làm thêm bâu ơ có mấy trăm mà đã mừng hớn như vậy đó là do anh làm chúng tôi hiểu lầm hừ chuyện gì cũng có nguyên nhân tôi cũng hết cách vừa đến chỗ này thì nghèo khác gì chó rách lúc đó sức khỏe cũng có vấn đề Vậy nên mới đi làm thêm ở quán ba, mới đủ để duy trì cuộc sống." Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Với những gì anh vừa nói, họ cũng không biết phản bác thế nào. Chu Linh Linh nói, "Tóm lại, bây giờ anh đã biết thái độ của tôi với Khả Hân rồi, anh nghĩ gì?" "Gì mà nghĩ với không?" Lê Văn Vân ngơ ngác hỏi. "Tôi và Khả Hân đều thích anh đó, bây giờ anh nghĩ gì, có chịu làm bạn trai của chúng tôi không? Nếu anh muốn kết hôn thì cũng được." Chu Linh Linh nói chúng tôi lê văn vân ngớ ra chu linh linh gật đầu đúng rồi chúng tôi ở đây chúng tôi không giống chỗ khác có thể một chồng nhiều vợ tôi và khả hân là bạn thân nên đã thể nguyện sẽ không bao giờ rời xa nhau cho dù là lấy chồng gả vợ cũng phải gả cùng một người chỉ có người như anh mới xứng với chúng tôi địch mợ nhà nó chứ lê văn vân nuốt nước miếng ánh mắt anh quét tới lui trên người họ chu linh linh để tóc ngắn nhuộm đỏ cô ta lúc nào cũng ăn mặc rất táo bạo bây giờ đang mặc một chiếc đầm ngắn ôm sát thể hiện rõ nét đường cong cơ thể nơi nào cần có da thịt thì không thiếu nơi nào không cần mỡ thừa thì tất nhiên rất gầy lâm khả hân để một đầu tóc đen dài nhan sắc cũng thuộc hàng đẳng cấp thân hình cô ta có lẽ không nóng bỏng như của chu linh linh nhưng cũng tương đối đẹp hai người đẹp thế này thế mà lại nói muốn cùng cưới một chồng đổi thành thằng đàn ông nào cũng không nhịn được sao nào hai chị em tôi có đủ xứng với anh không gờ chúng tôi đều không có kinh nghiệm phương diện này nhưng chúng tôi có thể học bao gồm tư thế làm thế nào để khiến anh thoải mái tương lai chắc chắn sẽ thỏa mãn được anh hơn nữa sau này chúng tôi cũng chịu sinh con cho anh dừng lại dừng lại lê văn vân vội vàng ngắt lời cô ta anh đứng dựa vào tường hai người để tôi bình tĩnh đã còn nói nữa chắc lê văn vân kết hôn tại chỗ với hai người họ ngay mất sao nghe hấp dẫn quá vậy anh không đồng ý à Lâm Khả Hân cau mày hỏi. Đúng rồi, anh ta không chịu đâu. Lúc này, ở ban công lầu 2, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đang đứng đó, hai người cùng nhìn xuống phía dưới. Lê Văn Vân nhức cả đầu, thầm mắng, lúc không có ai hai người lén hỏi tôi thì hay biết mấy. Tuy rằng có thể không kết hôn được nhưng mọi người cùng nhau ngủ một đêm vui vẻ cũng không phải không được. Trên ban công, Phạm Nhược Tuyết cất giọng, ngữ khí của cô lạnh lẽo. Lâm Khả Hân ngẩng đầu hỏi, cô là ai? là bạn gái hay vợ của lê văn vân phạm nhược tuyết bị hỏi đỏ mặt nói không phải thế thì không liên quan tới cô chu linh linh nói xong lại nhìn sang lê văn vân anh nghĩ sao ừm bị hai người phụ nữ nhìn chằm chằm từ bên trên lê văn vân chỉ có thể bất lực nói vài hôm nữa là tôi rời khỏi đây rồi nghe đến đây hai người kia đều nghe ra anh đang từ chối khéo chu linh linh bĩu môi đồng thời một giọng nói cũng vang lên Hai con nhóc mau đi về. Tôi có việc cần tìm Lê Văn Vân. Theo sau giọng nói đó, đối diện con đường là một người phụ nữ mặc váy đen đang đi thẳng về phía Lê Văn Vân. Ơ, ờ, đó không phải người bị Lê Văn Vân và Đường Đường nhìn trộm lúc tắm à? Hoàng Thi Kỳ ngờ vực nói. Chương 834 tính ra cũng không khó để quản chế lắm. Nghe Hoàng Thi Kỳ nói xong, khóe miệng Lê Văn Vân không nhịn được mà giật giật mấy cái doãn nhu ngẩng đầu nhìn hoàng thị kỳ dường như cảm giác thấy gì đó mà hơi đổi sắc mặt người gác đêm hoa hệ thế hệ các người bấy giờ quả thật thiên phú hơn người bà ta lẩm bầm sau đó lại nhìn sang hai người lâm khả hân và chu linh linh mau về nhà đi lấy chồng mà cũng đòi lấy chung bố mẹ các cô nghe thấy khéo đánh gãy chân hai cô chứ không đùa chu linh linh và lâm khả hân có vẻ rất sợ doãn nhu hai người nuốt nước miếng rồi ngoan ngoãn lên xe lái xe rời đi Phil. Đợi đến khi hai người đi rồi, Lê Văn Vân mới thầm thở phào nhẹ nhõm, anh hơi chột dạ mà nhìn Phạm Nhược Tuyết trên lầu, phát hiện cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt vẫn giữ sắc lạnh lẽo như cũ. Lê Văn Vân ho khan một tiếng sau đó nói với Doãn Nhạ, bà đến tìm tôi à, đã nghĩ kỹ chưa? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, Hotsis nói cậu bị người gác đêm đá mông rồi, hơn nữa họ còn hạ huyết sắc lệnh với cậu, là thật hay giả? Doãn Nhu hỏi, là thật, Lê Văn Vân nói nghe đến đây sắc mặt doãn nhu trở nên khó đoán bà ta nhìn lê văn vân im lặng một khoảng rồi mới nói tôi đi theo cậu thế thì khác gì sẽ bị người gác đêm đuổi giết không chắc là thế đấy lê văn vân cười đương nhiên mọi việc đều xem bà quyết định thế nào tôi sẽ không ép bà gia nhập với tôi đương nhiên nếu không tham gia thì tôi sẽ không đưa bà ra khỏi thành phố này doãn nhu hơi bĩu môi rồi hỏi mọi chuyện đều là do đem làm đúng lê văn vân gật đầu nói với cả cũng không giấu gì, lần này tôi rời khỏi thành phố này có thể sẽ đến chỗ đem trước. Khai chiến thắng với bên đó. Mí mắt doãn nho giật vài cái, vậy bây giờ minh giáo làm rầm rộ để chiêu mộ nhiều người như vậy, cậu tính đưa họ đi theo hết sao? Đúng rồi, nếu bà gia nhập thì cũng có thể mang theo toàn bộ người dưới trướng của bà, Lê Văn Vân nói. Cậu tính đối đầu triệt để với người gác đêm ư, ừ. doãn nhu cau mày. Không bao giờ tôi đối đầu với người gác đêm, chỉ đối đầu với đem mà thôi với tôi mà nói đem không được tính là người gác đêm lê văn vân nói một hơi hai người một hỏi một đáp cuối cùng doãn nhu chìm vào dòng suy nghĩ của mình qua một lát bà ta mới nhìn lê văn vân nghiêm túc nói vậy tôi và cậu cược một vố đi cậu tính khi nào đi ánh mắt lê văn vân khẽ di chuyển doãn nhu thánh chủ khu phía tây dưới tay bà ta tất nhiên cũng không thiếu người vậy nên với lê văn vân mà nói đây là một nguồn lực lớn hơn nữa quan trọng nhất chính là, người dưới tay bà ta chắc chắn sẽ nghe lời bà ta răm rắp. Đám người này thả ra ngoài không khác gì một đám thổ phỉ hay một đám bạt mạng. Tính ra cũng không khó để quản chế lắm. Anh liếm môi, bà có bao nhiêu người? Doãn nhu gãi đầu, cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết, khoảng hai ba trăm người thì phải, số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh anh cả, toàn bộ đều trên mức cao cấp. Lê Văn Vân thở vào một hơi, thế thì có thể dùng để thành lập tiểu đội lính mạnh của họ. Tôi về bảo họ thống kê lại xem sao. Doãn Nhu nói, thêm cả người của minh giáo gì nữa, quy mô lớn vậy, e rằng phải cần đến hai chiếc du thuyền lớn của Hot mới rời đi được. Ông ta bắt buộc phải chịu, Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nếu thế thì tôi không nói nhiều nữa, ngày mai cậu tính ra tay với Lục Khiêm đúng không? Doãn Nho hỏi, chuyện này tôi không thể tham gia, mong cậu hiểu cho lê văn vân gật đầu không sao lục khiêm cứ giao cho tôi là được đây vốn dĩ là ân oán giữa chúng tôi với hồng nguyệt và đem bao gồm việc sau này ra tay với đem xương có khó gặm mấy cũng sẽ không để bà đi gặm đầu mà nghe lê văn vân nói xong doãn nhu hơi ngây ra sau đó gật đầu vậy được nếu đã vậy thì tôi về nhà trước đợi bà ta đi rồi lê văn vân mới thở phào một hơi lúc này anh mới vào nhà lên lầu anh nhìn vợ chồng lại tuấn Bây giờ họ đã khỏe hơn nhiều, có thể đi lại, nhưng theo Phạm Nhược Tuyết nói thì muốn họ hoàn toàn khỏe lại thì còn chờ khoảng một tháng nữa. chương 835 là cảm động. Lê Văn Vân bước đến phòng, nhìn vợ chồng lại Tuấn nằm trên giường, còn có lại Dĩnh đang ngồi ghi chép trên một chiếc ghế bên cạnh. Lê Văn Vân xoa đầu lại Dĩnh, sau đó nhìn lại Tuấn hỏi, chú lại, gì chu, chúng cháu không ở thành phố này được bao lâu nữa. Chu Linh nằm trên giường nghe Lê Văn Vân nói xong, bà ta ngẩng đầu hỏi, sao thế? vợ chồng tôi mang lại phiền phức cho cậu ư không có lê văn vân nói chỉ là vài chuyện sắp làm xong rồi sau đó phải rời khỏi nơi này chu linh thở dài một hơi ây thật ra lần trước các cậu khiêu chiến là tôi biết rồi các cậu sớm muộn cũng rời khỏi đây nhưng vậy cũng tốt bất kể là đi đâu cũng phải chăm sóc mình thật tốt rời khỏi nơi này cũng tốt ở đây lâu lại thiếu mất tình người lại tuấn cũng tỏ vẻ cảm thán đương nhiên so ra mà nói ông ta cảm thấy mất đi sự bảo hộ của đám lê văn vân có thể cả nhà ông ta sẽ lại phải sống như trước ví dụ như gặp phải chuyện lần trước thì không ai đứng ra cứu họ nữa hai người đừng như vậy được không cũng không phải sinh ly tử biệt gì lê văn vân nhìn vẻ thương cảm của họ mà nói cháu đến để hỏi mọi người có chịu đi khỏi đây với bọn cháu không vợ chồng lại tuấn run người cùng lúc chu linh gần như không quan tâm thương thế trên cơ thể mình nữa bà ta ngồi dậy Nhìn Lê Văn Vân hỏi, rời đi. Ý của cậu là, rời khỏi khu tội ác sao, đến thành phố lớn bên ngoài, sống nơi được chụp trong điện thoại các cậu. Lê Văn Vân gật đầu, đúng rồi, mọi người đồng ý không? Nước mắt Chu Linh rơi lã trá, bà ta gật đầu lia liệm, đồng ý, chúng tôi chịu hết. Không biết bao nhiêu lần bà ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng vì sự tồn tại của Hot Seas mà nơi này chỉ được vào không được ra, người có thể ra khỏi đây đa số đều có cách của riêng mình nhưng như bà ta đây chỉ là người bình thường, chỉ muốn sống yên ổn, con cái trưởng thành bình thường. Audio điện tử võ tấn bền chương 836 có lẽ sẽ đến khu thám hiểm thứ hai. Lê Văn Vân đóng cửa phòng lại, nhìn bảy khúc xương trước mặt. Trong bảy khúc xương này, hai khúc lấy được từ chỗ Minh Sùng là hai khúc lớn nhất, còn chỗ xương có được từ chỗ Lục Khiêm lại nhỏ hơn nhiều. Lê Văn Vân miết hai khúc lấy được từ chỗ Minh Sùng trong tay, Cảm giác thu hút lẫn nhau rất nhanh lại ập đến, hai khúc xương nhanh chóng tan vào cơ thể anh. Một luồng chân khí lan ra trong phòng Lê Văn Vân. Sau đó Lê Văn Vân từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ anh cần một chút thời gian để tiêu hóa. Tới khoảng 11 giờ, Trần Tiêu và Đạo Ba đến nhà Lê Văn Vân, Đạo Ba lúc này trông buồn phiền làm sao. Lê Văn Vân đâu? Vừa vào nhà lại tuấn, Đạo Ba đã vội hỏi. Lý Thu đón anh ta, sau đó nói, Lê Văn Vân ở trong phòng đang thăng cấp, chuẩn bị cho ngày mai, sao vậy? Tôi tình báo cho anh ta biết bây giờ chúng ta có bao nhiêu người. Đạo Ba, nói tính đến hiện tại, tổng cộng đã chiêu mộ thêm khoảng 3.000 người. Trong đó đa số là trung cấp, có một ít sơ cấp, khoảng 400 người thuộc hàng cao cấp và 63 người thuộc đỉnh cấp. Lý Thu nghe xong, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch. Anh ta không nhịn được mà cảm thán, không hổ là thiên đường của thế giới ngầm, không ngờ lại có thể chiêu mộ được 63 người đỉnh cấp chỉ trong một ngày, đỉnh cấp của toàn bộ khu tội ác E là cũng phải mấy trăm người. Người gác đêm đỉnh cấp đa số đều là đội trưởng tiểu đội hoặc người trong tiểu đội ưu tú. Lý Thu gật đầu, "Được, đợi Lê Văn Vân xong chuyện tôi sẽ báo tin này với anh." "Ấy, sáng ngày mai 9 giờ, tập kết ở đây, sau đó tiến công khu phía bắc." "Được." Đao Ba nói, sau đó anh ta lại tỏ vẻ lo lắng, "Nhưng mà, chúng ta nhiều người thế này Lê Văn Vân có cách đưa chúng ta ra không? Sao lại không thể? Lý Thu nói, Hotzis muốn cầm thì chém luôn Hotzis. Khóe miệng đạo ba giật giật, anh ta cảm giác mình đang làm việc với một tên điên. Trần Tiêu lúc bấy giờ mới vội vàng hỏi, nếu chúng ta rời đi thì đi đâu? Lý Thu ngẩng đầu nhìn Trần Tiêu, sau đó bình tĩnh nói, có lẽ sẽ đến khu thám hiểm thứ hai. Nghe tới đây, mặt Trần Tiêu hơi biến sắc. Đây là nơi anh ta không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này, khu thám hiểm thứ hai là chiếc tổn cũ của đêm, họ đã từng đại diện người gác đêm hoa hệ tham gia thi đấu ở đó, anh em thậm chí là vợ anh ta đã chết nơi chiến trường đó. Được, Trần Tiêu Hừ một hơi, ngày mai tôi sẽ dốc hết sức mình. Nói xong, anh ta hưng phấn kéo đao ba đang sầu não đi ngay. Đao ba sầu não như vậy đều có nguyên nhân hết, anh ta bây giờ được cho là siêu cấp, ngày mai đánh nhau. Anh ta cảm thấy cho anh ta đối diện với siêu cấp chẳng khác gì đang nướng sống anh ta. Sau khi họ rời đi, Lý Thu đi lên lầu, anh ta nhìn căn phòng đơn lẻ của Lê Văn Vân, sau đó trải nệm ra nằm ngủ ở sảnh lầu 2. Lâu lắm rồi chưa đánh trận thế này, Cố Bạch liếm môi nói, lần đánh quy mô lớn thế này còn là lần lão đại đạt được huân chương tinh diệu, trận đó chúng ta suýt thì chết sạch ở đó rồi đấy chứ. Sao thế, sợ à? Lý Thu nói, thật ra anh không cần cố chấp. Nếu sợ thì tới lúc đó trốn đằng sau là được, bây giờ phía đối phương, chúng ta biết được có ba tên siêu cấp là Lục Khiêm, Giản Hưng, Ellen Hubert. Lão đại là một, số hai xử. Một tên nữa, còn lại một tên cứ giao cho tôi, anh ở phía sau nằm không chờ thắng là được. Nằm không cái đầu anh, cố bạch mắng, tôi chỉ đang háo hức thôi hiểu không? Háo hức, bảo vệ mình cho tốt, tôi không muốn mất thêm anh em nào nữa đâu. Lý Thu đột nhiên nói, nghiêm túc mà cất lời chương 837, Tu La Võ Thần, khiêu chiến, đồng nghĩa với việc có thể sẽ mất mạng. Cố Bạch nghe xong, ngoác miệng nói tôi sẽ không chết đâu, tôi còn muốn rời khỏi chỗ này, còn muốn ra ngoài chơi gái cơ. Lúc này trong phòng, Lê Văn Vân đang hấp thu từng khúc xương. Bất chi bất giác, anh đã thành công hấp thu hết năm khúc, ngay lúc này, anh cảm giác được chân khí của mình dường như đều có sự biến đổi. Nhưng anh cũng cảm nhận rõ ràng khi bắt đầu hấp thu khúc thứ sáu, anh phát hiện mình lại không thể nào hấp thu ngay lập tức mà tốc độ xương tan vào cơ thể cũng trở nên chậm đi rất nhiều sau khi hấp thụ xương rồng liên tiếp cơ thể anh giống như đã đến mức bão hòa tốc độ hấp thụ xương rồng cũng trở nên chậm hơn cho dù là thế lê văn vân vẫn phải nhanh chóng làm hết mọi thứ ở khoảng thời gian cuối cùng này một buổi tối yên tĩnh đã trôi qua lê văn vân cuối cùng cũng thành công hấp thu khúc xương thứ sáu đồng thời ở khu phía bắc một buổi tối này không hề bình tĩnh chút nào, tin tức minh giáo của đao ba muốn khiêu chiến khu phía Bắc đã lan truyền ra khắp khu phía Bắc, cả thành phố trở nên hoảng sợ vì tin tức này, bởi vì mọi người đều biết khiêu chiến thế này đồng nghĩa với việc máu chảy thành sông. Tu la võ thần Lúc này ở khu phía Bắc, những người không muốn tham gia đa số đều đã rời đi, nhưng lúc này ở khắp khu phía Bắc, vẫn còn không ít người ở lại. Về số người, thậm chí còn nhiều hơn con số 3.000 của đao ba một chút lục khiêm dù gì cũng là thành chủ của toàn khu phía bắc ở khu này có thể lực cực lớn đều đồng lòng góp sức giúp ông ta như khu phía đông vậy doãn nhu tuy chỉ có mấy trăm người nhưng nếu như có người phát động thánh chiến với khu đông ba thế lực lớn phía dưới sẽ có khả năng đứng ra giúp đỡ bà ta hơn nữa những người rời khỏi khu vực đều sẽ trốn ra ngoài đến khi đánh xong họ mới quay lại khiêu chiến có quy định của khiêu chiến vẫn là thời gian ba ngày lúc này trong trang viên của Lục Khiêm, Lục Khiên bước vào sảnh chính, trong sảnh, đám Ellen Hibbert đều ngồi trong đó, ngoài ra, còn có một ông cụ già nua đang ôm một món vũ khí bằng gỗ, đang ngủ gà gật bên cạnh bùi nghinh tùng. Đây từng là sát thần của Hồng Nguyệt, tên phó trí, từng khiến người gác đêm đau đầu không thôi. Một khoảng thời gian sau này, ông ta mất tâm mất tích, lén lẩn vào khu tội ác. Bùi nghinh tùng tự mình đến mời, ông ta mới xuống núi lần nữa. Thành tích cao nhất của ông ta từng vượt qua hạng 6 của thiên bảng, ở thế hệ trước của Hồng Nguyệt, ông ta chính là sát thần của Hồng Nguyệt. Đồng nghĩa với việc ở bên này, bây giờ họ đã có hơn 4 hạng siêu cấp. Sao rồi, thấy Lục Khiêm về phòng, Bùi Ninh Tùng vội hỏi. Đã bố trí đầy đủ ở các ngõ vào khu này rồi, bên ngoài cũng có tai mắt. Lục Khiêm nói, bắt chúng có đi không về. Chương 838 hiện trường vẫn yên tĩnh như cũ. Bên dưới mọi người đều có vẻ thấp thỏm dù gì đây cũng là thánh chiến trên lịch sử của khu tội ác tình huống thế này là cực kỳ hiếm có rất nhiều người thấy đao ba đi vào phòng họ cứ đợi như vậy đợi đao ba ra mệnh lệnh họ cược cả sinh mệnh cả tương lai của mình vào đây trong dòng người thanh mục tinh tử khẽ đứng vào một bên cô ta nhìn quanh bốn phía muốn tìm lê văn vân nhưng xung quanh hơi nhiều người nhất thời không thể tìm thấy ngay có hơi lo lắng Bây giờ họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin anh đao ba thôi. Thắng rồi, chúng ta sẽ đứng vững ở thành phố này. Bên dưới là hàng hà người đang thảo luận, họ đang tự khích lệ mình, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ không chắc chắn. Ngay lúc này, có người ngẩng đầu lên, nhìn thấy đao ba đứng trên ban công. Đao ba vẫn giữ dáng vẻ đó, ở chân nửa thân trên, bình rượu ngay eo đã trở thành vò rượu, mà hôm nay, vò rượu của anh ta đầy ụ, rượu bên trong hiển nhiên không ít, dù gì thì anh ta bây giờ đã là kẻ đứng đầu của 63 tên đỉnh cấp, chuẩn bị chút rượu để uống chẳng có gì ghê gớm cả. Anh ta bước ra ban công, dường như đã chuẩn bị kỹ, bên dưới có người ném loa lên. "Mẹ nó," Cố Bạch nói, "Tên này sớm đã chuẩn bị để nói rồi cơ, có cả loa, thật ra không cần anh nhắc." Bên cạnh, Lê Văn Vân vác cặp đao, trên mặt không để lộ nét biểu cảm nào. Lúc này, Đao Ba cất lời. "Các anh em minh giáo," Anh ta mở lời, ngữ khí mang theo sự chắc chắn kiên định, tôi biết rằng mọi người ở thành phố này đều có mọi lý do của riêng mình, đa số đều chẳng tốt đẹp gì, chúng ta là những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ, nơi này có tên gọi là khu tội ác, chúng ta là những kẻ vác tội lỗi mà bước về phía trước. Giọng anh ta vang lên, tiếng ồn nháo nhác của cả con đường bỗng chìm nghìm. Ở thành phố này, cho dù bạn là đỉnh cấp, cũng chưa chắc chết ngày nào, ở thành phố này mọi người đều là thổ phỉ, không có nhân tình đào ba nói một cách tha thiết anh em thân thiết nhất của bạn có thể sẽ đâm sau lưng bạn một ngày nào đó bởi vì khu tội ác không có người tốt tôi không thích như vậy tôi biết mọi người cũng không thích như vậy đào ba tiếp tục nói vậy nên tôi luôn muốn thử thay đổi nơi này minh giáo chúng ta là một tổ chức có thể giao lưng mình cho người thân cận chữ minh trong minh giáo là chữ minh trong bình minh đại diện cho hy vọng hiện trường vẫn yên tĩnh như cũ những gì Đào Ba vừa nói nghe có vẻ rất bất hợp lý ở thành phố này, bởi vì mọi người đều quen với vài quy tắc của thành phố này. Đào Ba tiếp tục nói, vậy nên chúng ta cần địa vị, ít nhất cũng cần thân phận thánh chủ. Có thể có một ngày, tôi nói là nếu như thôi nhé, nếu như có một ngày chúng ta từ bỏ hy vọng với thế giới này, từ bỏ hy vọng với thành phố này, bởi vì đến giờ người của thành phố này, trong mắt SPJ chỉ toàn là sự mệt mỏi, chỉ toàn là cảnh giác, không chịu tin tưởng bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Hôm nay, chúng ta phải đi chiến đấu, chúng ta phải tấn công khu Bắc, chúng ta phải đi cướp tương lai về, giành lại hy vọng. Hôm nay, 3.000 anh em ở đây đều là có thể tin tưởng, xứng đáng để dựa dẫm vào, xứng đáng để chúng ta chia lưng ra cho nhau. chương 839, trận chiến này, không có đường lui, tên nào siêu cấp thì giao cho tôi, miếng nào khó gặp nhất thì giao cho tôi và anh em của tôi. Trận chiến này không có đường lui chiến nói xong anh ta móc cây đao siêu to của mình ra chỉ lên trời chiến 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 tiếng rút đao nối tiếp nhau mọi thanh đao dài đều chỉ vào không trung mọi người cũng đồng thanh hô vang trận chiến này không có đường lui trong phòng cố bạch mắng một câu thằng chó đao ba này cũng biết khích lệ tinh thần lắm ông đây cũng bị anh ta làm cho nổi máu rồi đây lê văn vân quan sát mọi thứ qua khung cửa sổ trong lòng suýt xoa, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Vì mọi vật đang hô hấp ngoài kia, anh thì thầm. Những người bên dưới đang giành lấy tương lại cho chính mình. Còn Lê Văn Vân chắc chắn là muốn làm chuyện mà bản thân cho rằng phải làm, báo thù, giết người của Hồng Nguyệt, giết những kẻ sẽ đâm sau lưng người gác đêm nếu xảy ra chiến tranh trong tương lai. Lầm bẩm xong, trong lòng anh lại thấy hơi buồn, anh bây giờ đã rời khỏi người gác đêm, dường như không có tư cách nói những lời này nữa lúc này cảm xúc của mọi người đã được đẩy lên cao đạo ba hét lên một tiếng anh em toàn bộ đi theo tôi tiến công khu bắc nói xong anh ta nhảy thẳng từ trên lầu xuống lê văn vân thở mạnh một hơi ánh mắt anh nhìn sang lý thu phạm nhược tuyết bình tĩnh nói chúng ta thì không nói nhiều nữa làm gì thu thu tự đi tìm chỗ bắn tỉa vãn hà bác sĩ phạm hai người bảo đảm an toàn cho thu thu Phạm Nhược Tuyết cao mày, thực lực của em đánh trực diện không có vấn đề gì. Em là bác sĩ, Lê Văn Vân nhìn cô, ngữ khí chắc nịch, kế hoạch tác chiến vẫn kiên trì như cũ, đừng cãi lời anh. Phạm Nhược Tuyết á khẩu, cộng 42. Đúng rồi, là trước kia hay bây giờ thì Lê Văn Vân cũng sẽ không bao giờ để con gái xông lên tiền tuyến. Tiền tuyến vẫn luôn được giao cho cánh mày dâu. Sau đó, Lê Văn Vân nhìn sang Hoàng Thi Kỳ, Thị Kỳ, con mồi của cô là Lục Khiêm đứng thứ 12 thiên bảng. Không cần chiến thắng, khống chế lại là được, Giản Hưng và Ellen Hibbert có lẽ sẽ đến tìm tôi, những người khác ra nếu như có. Nói xong, anh nhìn sang Lý Thu thì giao cho anh. "Đã hiểu." Lý Thu nói. Lê Văn Vân nhìn về phía Trần Tiêu rồi nói, "Bắt đầu ra tay rồi tôi có lẽ sẽ không đủ sức để để ý các cậu, các cậu tự phụ trách an nguy của mình đi, đừng đẩy chính mình vào tình cảnh nguy hiểm." cố bạch gật đầu ổn cả yên tâm đi anh cẩn thận chút lúc này liễu ngọc đột nhiên nói lê văn vân im lặng rồi gật đầu yên tâm đi anh sẽ bình an trở lại anh đã hứa với bố mẹ em rồi phải đưa em về lâm hải an toàn đợi lát nữa bọn anh đi rồi doãn nhu sẽ đưa em đi có lẽ em có thể đi với bà ta để xem tình hình chiến trường bà ta có lẽ sẽ đi xem đây nếu em không sợ máu tanh thì được liễu ngọc mím môi không nói gì Lê Văn Vân vò đầu cô ấy, sau đó nói tiếp cuộc chiến này tuy là thánh chiến, quy mô cũng xem như là lớn, nhưng quyết định thắng thua vẫn là so chiến lực siêu cấp, vậy nên không cần liều mạng sống chết, hiểu không? Hiểu, mấy người kia vội vàng đáp lời. Vậy, đi thôi, Lê Văn Vân hừ một tiếng, lưng vác hai thanh đao, dẫn đầu một. Đoàn người đi xuống lầu. mươi 840, xuất phát. Họ đi đến lầu một, mọi người đều mang mặt nạ lên hệt như 5 năm, năm trước, trên mặt mỗi người đều là mặt nạ màu đen, chỉ để lộ đôi mắt ra. Ngoài, mà sau lưng mọi người đều vác theo hai thanh đao một ngắn một dài. Tuy cổ bạch và những người khác chỉ mang theo một thanh đao tới, nhưng ở thành phố này, hiển nhiên vẫn còn sự tồn tại của người gác đêm, họ đều mang theo vũ khí đến đây. Trận chiến này họ không tham dự nên Phạm Nhược Tuyết đã tìm gặp mượn vũ khí của người gác đêm. Song đao mới có thể giúp họ phát huy chiến lực của họ đến cực điểm bao gồm cả Phạm Nhược Tuyết, cố lần này cũng mang theo song đao. Thêm cả Trần Tiêu, lần này họ có 7 người. Ngay lúc họ vừa xuất hiện ở cửa, sắc mặt Đạo Ba hơi hơi thay đổi, anh ta không hề biết hôm nay Lê Văn Vân sẽ mang mặt nạ. "Đi thôi." Lê Văn Vân nhìn Đạo Ba nói. Đạo Ba gật đầu, tự giác để đảm Lê Văn Vân đi trước. Nhưng mấy người Lê Văn Vân không động đậy, vì Đạo Ba là lão đại trên danh nghĩa của tổ chức. Đạo Ba phản ứng kịp anh ta hét to một tiếng, xuất phát. Anh ta đi phía trước, một hàng bảy người Lê Văn Vân nhanh chóng đi theo sau lưng anh ta, sau đó nữa là hàng loạt các đỉnh cấp bao gồm cả Lý Tương Vũ, Y Thanh Mộc Tinh Tử, vân vân. Sau cùng là một đám người, quy mô của hơn 3.000 người, đông đúc ùn ùn đi về phía khu Bắc. Lúc này ở khu phía Bắc, đa số cư dân đã rời khỏi khu này, họ không muốn bị liên lụy, trận chiến này là trận chiến giữa siêu cấp với nhau, họ không muốn bị liên đới nhưng cũng có nhiều người không muốn rời đi tại mấy tòa nhà cao lớn nhất quanh khu phía bắc lúc này toàn là người trên một sân thượng nào đó có hơn mấy chục người đứng phía trước là Hotzis Doãn nhu còn có một ông cụ đầu tóc trắng phơ nhưng lại minh mẫn hơn người ông cụ chống gậy đứng một bên cụ Hàn cụ đánh giá cao ai Lục khiêm hay Minh giáo đó Hotzis vẫn cầm ly rượu vang cười hít mắt hỏi tên chó này đi đến đâu cũng đều mặc vest thẳng thớm Rượu vang không rời tay, như thể mình là quý tộc thật vậy. cụ Hàn này là Hàn Húc, thứ 10 thiên bảng, cũng là ông nội của Hàn Việt, thánh chủ khu phía nam của khu tội ác. Nghe câu hỏi của Hotzis xong, ông ta cười nhẹ, cây gậy trong tay hơi hơi động đậy, "So ra mà nói tôi lại tò mò anh nghĩ gì hơn?" Hotzis khẽ cười, "Tôi, năm năm thôi, người của Lục Khiêm thì không ít, minh giáo. Có lẽ được hai tên siêu cấp." Hàn Húc lại nhìn sang phía Doãn Nhu. Tiếp đó là ở sofa không xa, Minh Sùng đang khoanh tay không biết đang nghĩ gì, ông cụ cười hỏi anh Minh, anh thấy sao? Nói ra anh Minh cũng kỳ thật đấy, về khu tội ác rồi mà không chào hỏi tôi tiếng nào, phải để tôi thể hiện lòng thành của người địa chủ chứ. Sau lưng họ có không ít người đều là thân tín của họ, cộng lại có khoảng hơn 20 người. Nghe Hàn Húc nói xong, họ đều nhìn sang Minh Sùng. Minh Sùng nâng mắt nhìn Hàn Húc hỏi, địa chủ, thành phố này là của ông từ khi nào thế? Hàn Húc hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ Minh Sùng lại trả lời như vậy, nhất thời trên mặt họ đều lộ vẻ bối rối, tôi chỉ khách sáo chút thôi. Bớt khách sáo lại, tôi với ông không thân, Minh Sùng cương nghị nói. Sau đó anh ta tiếp tục ngồi thẫn thờ. Đám người sau lưng Hotxis hơi khó hiểu, đây là địa chủ đấy, bị một người cãi cho không biết phản bác thế nào. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 840.